Rồi, tôi sẽ bữa nay tôi mới ở Marshall's Beer bán mấy grenadine lẫn cherry syrup lẫn cho làm nước sôi Temple Roy Rogers để 7-Up bị khúc vô á. Như syrup đỏ lẫn á, giờ tới để làm fruit punch nữa, xài grenadine nước cam, nước khóm lẫn á. Yeah, bye. Mấy cái đồ chó lận á. Đi ai mùa hè sắp tới, bây giờ mùa xuân qua mùa hè lận á. Yep. Hồi hôm tôi mới đi Denver về tới mệt á. Yeah. Yeah, alright. Yeah, alright. Mấy cái này là mấy cái snack kẹo nhỏ nhỏ lận á. Yep, alright. Mấy cái mật ong là uống trà luôn. Sorry. Yep. Rồi, mấy vỏ nợ xong chảo luôn hết. Sợ rồi, bây giờ tắt cái này nha.